Xin chào anh em, chào bà con nha. Hôm nay cuối năm mà đi câu sớm bữa mọi người. Hôm gà nghỉ lâu quá, mất công chuyện không có đi câu được. Hôm nay cuối năm mà nghỉ bữa đi câu, thấy chỗ này cá nhiều nè mọi người, lên móng nhiều quá không biết nó ăn không. Đó, lên móng. Điểm câu này của Tân Lập nha mọi người, ngay ủy ban xã Tân Lập chạy vô trong địa khóm cũng có nữa mà móng ngoài đó xa quá. Đây, ngay ủy ban xã Tân Lập chạy vô nè, khu này kêu bằng khu T6 của xã Tân Lập, đập theo con kênh này nha. Giờ mình ốp máy đèn xuống cần cái quay tiếp mọi người xem nha. Mới bỏ đồ ở đây nè, đi lại vòng vòng đây coi điểm nào cá lên móng nhiều rồi mình xuống cần nha. Giờ mình xuống đây trước đây, xuống cần cái mình quay tiếp mọi người xem nha. Hôm qua đi làm có tiện sẵn đó nè, có vớt mớ mài nè, hôm nay không muộn mài không mà mọi người. Dụng mài này hơi nhỏ cho nên móc lần 2-3 con nữa mọi người. Móc 2-3 con cho nó bự lên ha. Cá nó thấy nó mê nó ăn. Đây. Xuống cần không mọi người. Chính mình nó hơi bịch, nó hơi khó quay nha mọi người. Mọi người xem thông cảm nha. Chứ quay không có cận phao, không có đẹp. Nó máng ra chiều nào nhát luôn căng nha. Tự gỡ đi con. Đang câu làm cá ngon tự nhiên vướng ép thiệt. Ốp máy đây mọi người à.
Còn cá dưới nha. Còn mọi người. Ngay cái cọng cỏ, ngay cái khớp, ngay cái mắt đứt cả cái này không mà câu ba cháy luôn. Đó mọi người ăn nó không này, còn lắm không, con lên móng mà không biết ăn không, uống thiệt nhát luôn. Lúc đây ghé hoài rồi, hết màu nha nha. Hay thiệt sư phụ. Gì nữa cái ghế hoài lên đây. Không được bị, không được bị mà ghé ghê cả luôn mọi người. Tiếp tục mọi người, ghé nữa ra. Lúc đi chưa? Lúc đi chưa? Cỡ một. Cỡ luôn mọi người. Một hai cái kìa, nhét kìa. Em ăn móng quá nhiều mọi người. Lúc lên đây ở mọi người. Im rồi. Rồi vậy nữa. Lúc lúc đây. Đây. Không phải cũng có bự nhiều lắm mà. Không kịp ăn với mấy nhỏ.
Im rồi. Lúc đi chứ làm rồi. Con này được nè. Lúc đang hơi nhỏ nhé. Lên móng không nó tan. Mọi người cần này con cháu mà nó mới mua câu được đâu 2-3 lần mà câu lần nào cũng vài con, lần nhiều nhất là 6-7 con, có khi móm luôn rồi. Bữa nay mình này chỗ này cá ngon quá, mình test cho nó luôn nha mọi người xem ngon lành hơn nha. Tết cho nó lấy hơn, nó mua về câu gì đâu, mớm gì đâu không. Nhiều khi không biết là nó nặng bóng vía hay mà xuống cần thử cho mọi người. Cần này thì nó dài hơn cần kia, kia 4,5, còn này tới 5,5. Có 5,4 5,4 m hay gì đó, 4,5 m 5,4 m phải. Rồi 5,4 m dài hơn chút đó, dài rồi đấy, rồi thay trò luôn, kéo xa ra. Kỳ nhẹ quá. Kỳ nhẹ phao nhỏ nè. Nhỏ chì nhẹ nó quăng nó lâu chuyện quá đó, ăn ở nguồn lên cho em nó con cá. Sao mà kêu là khủng quá. Xuống 2 cần luôn. Đây đây. Cần này
xuống đây. Con rồng này vương quá, dài không dài bao nhiêu, học tới nổi lên kia cái không trụ gác nó vướng rớt lại. Hai con nữa kìa, kia nhả luôn rồi. Hai con lượt sao giật. Ăn một cây. Rồi rớt cái đồng luôn. Móng lên móng ngay luôn, ngay tim của ngay phao lúc nữa nè. Trời ơi cười dậy nhỏ này kéo chắc không ấp phê nữa. Cần là giật đá mọi người, đọt nó giật đá. Đây mọi người. Nhảy ra ngoài tùm lum nè. Không lúc cũng giật cái này nhỏ ghê hoài. Đó mọi người, đèn thui gió mưa dính lên nè. Trời ơi gì á, có kéo gậy gì hết. Ngâm không nên để phao hơi dài ngâm. Móc một cái này. Ghía mà không dính. Lại câu ngoài ngày luôn mọi người. Câu cho đã luôn. Cuối năm mà. Móc nhiều quá mở tan rồi. Sáng câu rồi giờ câu lại. Mọi người tối rồi, mũi rồi. Còn mấy con mài câu hoài cho hết mà. Không hết cục nuôi cá mọi người, cá nửa thùng rồi. Tại về mình đổ ra cho mọi người xem nha.
cái rồi mọi người, nước rồi coi. Kéo cân lại cho ba cân thử được nhiều rồi con. Mà chiếc chép nó cũng bị tàn rồi ba ơi. Đây là cái thuật khác nè. Cái dạng đó là cái gì vậy ba? Cái rùa biển. Cái rùa biển, rùa đồng. Và cái tư trừ cái đau 8 lạng. Cái 8 6 lạng. 6 lạng. Ui, dễ quá. Giờ lửa con sống rộng mọi người. Tắt máy đây nha. Mời mọi người xem video giải trí vui vẻ nha. Mọi người gặp mọi người video khác mọi người chắc là sang năm mọi người.